chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp. Đó, thì ngày nào thì em cũng tranh thủ lên, cũng gắng cố gắng lên cho mình một lô máy cắt cỏ nha. Thì hôm nay cửa hàng Thành Hợp của em thì cũng tranh thủ lên cho mình lô máy cắt cỏ 10 máy. Và hôm nay đặc biệt là em nhanh lên cho mình lô máy cắt cỏ đeo lưng, hay gọi là siêu mẫu chân dài. Đó, mong quý anh chị cô bác ủng hộ máy cắt cỏ của em nha. Rồi, cho em gửi lời cảm ơn trước nha. Đó, ủng hộ được một cây máy cắt cỏ thì không được thì mình có thể ủng hộ em bằng một nút like, kèm một nút đăng ký kênh nha. Trời đổi gió rồi, bị cảm nói chuyện cái giọng hơi thay đổi nha. Thì bây giờ em sẽ nói công dụng của máy đeo lưng. Cái ưu điểm đầu tiên á là anh nào ở nhà mà mình kẹt cái kẹt ở nhà mà mình có máy cần cứng rồi thì mình có thể mua máy cần mềm để mình về mình xài, mình thay đổi xoay cua coi như thế nào. Đây, cần mềm mà nó như thế này nè mấy anh chị. Đây, quay sơ xuống luôn máy cắt cỏ ra. Đó, cần mềm đại khái là như vậy đó. Rồi, cái ưu điểm thứ hai là cái cần mềm này á, là mình đeo hai vai á, là thứ nhất là nó căng sức á, nó căng sức, nó không có bị nghiêng một bên, nó không bị đau qua một bên ha. Cái thứ hai á, là mình có thể phát cỏ trong những cái ngõ ngắt của cái cây, ví dụ như hai cây ăn trái nó mọc sát nhau, hai cây chuối, cây xoài gì đó nó mọc sát với nhau mà cần cứng của mình đưa vô không tới thì mình có thể là cần mềm này ha, tại vì cần mềm này nó dài hơn, cái cần nó dài hơn thì mình phát cỏ nó sẽ tới hơn, phát được sát sao hơn. Rồi, dành cho những cái anh nào mà mình núi á, mà mình đi lên đèo lên dốc rồi đấy ha, cái mình đi quải một cái một cây bên cần cứng thì nó sẽ bị đau vai này kia hoặc là mất sức hơn khi đi cần mềm như thế này. Cái này là em like lâu năm rồi, em có kinh nghiệm là khách người ta sử dụng á, người ta nói rồi từ từ rút kinh nghiệm em mới trao đổi trên đây em ạ. À, cho mấy anh về mình tham khảo thêm ha. Và đặc biệt là máy bên em hay là máy tuyển chọn từng cây máy một, nó đẹp từ trong lốc máy đẹp ra, từ dây cáp này kia, phiên bản trợ lực tối tân, ưu điểm rất là nhiều ha. Đó, mua hàng của em nhanh thì cứ an tâm, vấn đề là máy móc zin 100% hết. Đó, em nhanh bán hàng với cái phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy nha. Đó, uy tín đặt đầu ha. Khách mà mua về mà không sử dụng được thì cái lương tâm mình đâu có cho phép ha, buồn tối ngủ không được chứ phải vẫn chơi. Ăn cây máy đối với em thì không có bao nhiêu tiền, nhưng mà nhiều khi đối với mấy bác công nhân mình đó là một cái tài sản luôn á, trong hai những chơi nó tháng bằng đâu có bao nhiêu lương đâu, phải không? Cho nên với cái phần trăm đó là em nhanh bán hàng, là em nhanh nó hoài, em nhanh không có lấy cọc đó. Đó, thì địa chỉ của em nhanh ở là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Thì cái cửa hàng Thành Hợp là tên của ông xã em đó, em thì em tên là Nhanh ha, thì kêu cái gì cũng được. À, em nhanh đều chốt đơn cho mình hết. Thì hôm nay em nhanh lên cho mình lô máy này nha. Đó, sớt quá nặng nhiêu nè, rất là dày dặn đó. Hôm nay em lên cho mình một cây đeo lưng bình xăng trên, bình xăng trên nhưng mà chạy bình xăng con là chế ga ngang nha, cho nên tiết kiệm xăng lắm nha em. Đây đổ tự động, phiên bản này nó có trợ lực ha. Cái thứ hai là xenon Nhật quên xài nha em, còn thiếu có cái thùng thôi, chạy chế zin luôn. Kế đến là xenon phiên bản có trợ lực 2610 nha, hay còn gọi là Komatsu. Kiwit này là 2620 ha, cực kỳ là đẹp nha. Trời ơi, không còn người nào mà để chơi hết. Rồi, kế đến phiên bản Ryobi 2660L ha, phiên bản này có trợ lực nha. Rồi, Ryobi, nhưng mà Ryobi này chạy động cơ của Komatsu nha. Mấy anh nhìn kỹ máy em lựa đi, nó đẹp từng con ốc của con qua đeo nữa. Rồi, Kiwit này 26 này là 2600, chạy chế 2 kim nha em, có trợ lực luôn. À, Magu Yanma 30 nha, cũng có trợ lực luôn nha em, rất đẹp. Rồi, Magu Yanma 30 nha. Và một cuối cùng là một cây Kiwit đeo lưng 360, đồng 38 ly. Số điện thoại để chốt đơn bên em là số điện thoại này nha. Đây, số điện thoại nè,
0913136620. Đó, mấy anh ơi, em đọc số điện thoại mà có lẹ quá thì mấy anh chụp hình lại nha. Để mình chốt đơn cho nó dễ nha. 0913136620. Cái số đó là có Zalo nha. Zalo là tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Số điện thoại đó nhận tư vấn máy, chốt đơn, hỗ trợ kỹ thuật máy ha. Rồi, thì bên em bán hàng á, là em nhận hỗ trợ ship hàng toàn quốc. Rồi được đổ xăng pha nhớt vô để test nổ máy. Em máy nổ ngon lành, đúng máy đúng hàng hả nhận. Và đặc biệt là em nhanh, không có lấy cọc của anh chị nào 1.000 nào hết ha. Rồi mình cũng không sợ bị lừa gạt hay là bị lừa đảo gì đâu hả. Thì em có thêm một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, ví dụ như máy của em á, mà trước khi mà mình tháo hàng ra mình kiểm tra thì mấy anh cầm cái điện thoại lên, mấy anh quay video giùm cho em. Tại sao em yêu cầu như vậy? Thứ nhất á, là nhiều khi nó bể vỡ, em lấy video để em nói chuyện với bên vận chuyển ra, đang nó hỗ trợ đền hàng tiếp em. Nhiều khi bể vỡ rồi mình đâu có xài được đâu mà mình nhận á. Rồi nếu mà quá trình nhận hàng, thử hàng mà nó có vấn đề gì thì cứ điện trực tiếp cho em nhanh, để em nhanh hỗ trợ kịp thời cho mình ha. Một cái máy mà em báo giá ra là em đã bao ship và kèm phụ kiện 6 món đi kèm ha. Thì 6 món của em đi theo đây nè. Thứ nhất là một cái lục giác 4 nha, một cái tiếp mở bugi, mở đầu dao ha. Cái này sử dụng cho mở bugi với đầu dao luôn. Một cái đĩa dài 3 tấc ha, đĩa này là đĩa Makita nha em anh, dày dặn luôn. Một cái ổ cước 46, ổ cước em cho có dây cước luôn. Một sợi dây đeo đó. Rồi một cái chắn cỏ nữa, chắn cỏ trên máy có rồi thì thôi không có, để em cho chắn cỏ mới nha. Thì bây giờ em nói luôn là 6 món này thông dụng cho nên em cho 6 món này. Còn mà mấy anh không sử dụng đĩa dài hoặc ổ cước thì mình đổi qua đĩa tròn. Đĩa tròn em cho là đĩa riêng theo máy về để cố định nha mấy anh. Nhiều khi nó bị xét em sẽ trả lại cho hết xét ha. Đó, ví dụ mấy anh nói là cho anh đổi lấy đĩa tròn, đĩa dài hoặc đĩa tròn ổ cước thì em sẽ quán đổi theo ý kiến của mình ha. Rồi cái này là em gọi tắt là đồ trà rong riêu đi. Chứ thật sự là ứng dụng cho phát cỏ cũng được nha mấy anh. Cái loại nhỏ này là 100.000 cái ha. Lợi lớn này 120 nha. Đó mà khi mà cho đi cái này thì đầu bò không có cho heo nha em ơi. Rồi gom cỏ nè, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn 100.000 một cái như thế này đó. Còn cái này là tu hút bơm nước ha, 150.000 cái tu hút như thế này ha. Rồi cái này là nhớt nè. Nhớt này thì em cũng đang sử dụng và sẵn em chia sẻ lên luôn nha em ơi. Nhớt này là nhớt hai thì 100.000. Một bình này là tới 1 lít nhớt luôn nha em ơi. Mà một lít nhớt như thế này mấy anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. À, ví dụ như máy này là mấy anh pha giùm em là 1 lít xăng tỷ lệ là 40cc nhớt ha. Cái mình lắc lên cho nó đều, mình đổ cho mình xăng lớn mình sử dụng nha. Đó khi mà mấy anh chạy máy mà em hướng dẫn cách pha nhiều là máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói tí xíu. Nhưng mà bù lại nó mát máy ha. Không sao, không có hư hao gì đâu mấy anh. Nè, khi mà pha nè mấy anh bớt nhớt nè ha. Đó. Nè, số 40 nè. À, số 40 cái bàn pha cho lít xăng. Hai cái bình nhớt của em bán nó có cái bình nhỏ, bên hông có cái mill cho mình lường nha mấy anh. Cực kỳ là hay cái chỗ đó luôn đó. Có 100.000 thôi. Rồi bây giờ em nhanh sẽ quay qua test nổ từng cái máy cho mấy anh trai mình xem, mình tham khảo ha. Dây phụ tùng mới nhìn chị đi chứ. Anh chị nhé. Rồi, cái đầu tiên mà em like cho mấy anh xem. Không phải, đem cái rồi. Em lên cái lô đeo lưng như thế này là em thấy là Nhật quên xài hết trơn luôn anh. Nó đẹp giả mang luôn ha. Lốc máy nó đẹp đây nè. Và cái phiên bản này nó lại có trợ lực ha. Giật rất là nhẹ luôn nha. Made in Japan nha. 26cc 34 ly. Chạy chế Vinwall Blow Go, le đỏ tự động nha. Mua khói nữa nè. Cực kỳ là đẹp. Bình xăng lớn của nó chứa thì đổ trên bình xăng lên nằm trên ha. Cái này em thấy đổ xăng đổ nhớt vô nó dễ dàng nha em ơi. Nó dễ dàng cho mình luôn.
Đây cái đeo lưng của người ta nè. Đó, còn mới chát rất là đẹp ha. Hàng Nhật thì nó dày dặn như anh đâu biết. Le đỏ tự động đóng le ha, khởi động máy thì mình lên ra. Nhảy mở le nghe em. Đó. Cái lốc máy đó nè. Đẹp quá trời đẹp. Tum nhôm ha. Đó. Phía trong nó còn cái hiệu rồi nữa nè. Rất là đẹp nha. Tiền siêu đẹp. Ga giữ ha, công tắc nha. Rồi. Một tay cầm. Nè láp còn tem luôn nha em ơi, rất là đẹp, trắng cỏ. Đầu bò zin. Đó, còn cái ổ phát cước zin luôn ha. Đó, ổ phát cước này mà về phát biết chừng nào mà hư. Đó, mấy anh nào khi mà chốt cái máy này thì em không có cho ổ cước mới ha, tại vì ổ cước zin có theo máy rồi. Rồi, mấy anh chốt mã máy này thì chốt giùm em mã B1 34 ly, giá là 1.500.000 đồng ha. Máy chạy khỏe em anh, công suất 26cc mà giá còn 1.500.000, màu vàng siêu đẹp. Rồi, kế đến là em nhanh tiếp cho mình cây Xenon 26 ha. Số 0. Dây giật cái này, trời. KZ260 công suất 26cc, nồng nó 34 ly ha. Made in Japan nè mấy anh thấy không? Đó, phiên bản này có trợ lực nhẹ nha. Mà khi mấy anh muốn giật máy nó nhẹ nhàng dễ lắm. Mấy anh kéo cộng dây giật cây tầm gan gan gửi tay giùm em nhanh ha. Là giật nó sẽ nhẹ thôi. Lốc máy nó đẹp nè. Cái chân luôn ha. Khói nè. Đó. Lấy nét cho mấy anh coi luôn. À. Rất đẹp. Tầm xăng lớn nó mới cáo luôn nha em ơi. Made in Japan ha. À. Ốc này là ốc zin của nó màu đen nha. Không xét, không cày trụ nha em anh. Bắt đeo lưng người ta nè. À. Bên em vệ sinh kỹ lắm đấy, bằng keo quấn cái đeo lưng rồi lại cho mình luôn, sợi dây đeo á. Đây, chạy bộ chế này là chế máy cưa chế zin luôn nha em anh. Đẹp từ trong chi tiết nhỏ ha. Chạy là tung gời tung nhôm nha. Ví dụ như cây máy này á, sau này mấy anh phát cỏ như thích đeo lưng thì để như vậy. Còn mà mình thì giờ xài đeo lưng chán muốn lên máy cần nó dẹt ha. Tại vì thằng này nó chạy chế là chế ó, chạy tung là tung gời ha. Thì mình tháo bốn con ốc tung này ra, mình lắp cần cứng vô mình sử dụng. Rồi đồng thời mấy anh tháo thêm cái dưới đây nữa ha. Tháo thêm ở dưới đây nữa, lắp cần cứng vô là thành máy cần cứng thôi. Rất là đẹp cho cây máy này luôn. Ga giữ tắt mở, một tay cầm ha, một tay cầm. Rồi lắp zin 26 nha, 26cc, trắng cỏ, đầu bò zin đầy đủ ha. Đó. Có chén chống ngọn đó, chén chống quấn cỏ luôn nha mấy anh trai, đổ xăng ra cưng. Lắp ta có chữ Made in Japan còn luôn nè nghe mấy anh. Đó ha, sắc nét cho mình luôn. Mã này chốt giùm em nhanh, mã B2 34 ly 1.600.000 đồng ha. Em bao ship phụ kiện này đủ. Xenon Komitsu Made in Japan nè. BK2610 nha mấy. Máy này mà cái phiên bản này có trợ lực là quá trời xịn sò nha mấy, giật siêu nhẹ ha. Đó, ngồi chỗ giật thôi, không cần dùng lực nhiều ha, gắn nhại nổ. Chạy bộ chế là bộ chế zin nha, chế này chế bít tông ga nha mấy.
Ha, đúng công suất của nó chạy rất là khỏe ha. Bình xăng này em nghĩ là xài hơn nửa lít xăng đó nghe em ha. Đổ xăng vô rồi mặc sức mà mình đi phát cỏ ha. Cái bô khói này người ta là xài bô sắt màu đen nha, chứ không phải nó chạy nắm đen là không phải nha, bô kim của nó đó. Mà anh nhìn kỹ đi, bô còn cực kỳ là đẹp và sáng nha, sáng trưng luôn đó. Cái loại dòng máy Komatsu là bô khói nó như vậy hết. Còn những cái con ốc máy nè ha, màu vàng lắm em, rất là đẹp ha đó. Đây rồi, cái này xíu cái bill rồi anh ơi, chút kia thiệt cũng tum nhôm tum gợi em, mà anh thấy nó lên nước nè, cái sơn zin của nó nghe em à, trời ơi nó đẹp, công tắc ga dữ ha, em ghi vô tập rồi. Một tay cầm nè, lắp nè, BK2610 ha, trắng cỏ zin đó, đầu bò zin nha, đầu bò có chén chống ngọn đỏ, chén chống quán cỏ ha, đầy đủ rồi. Mã này thì chốt giùm em nhanh là mã B3, công suất 26cc, nòng 34 ly, giá là 2 triệu ha, em bao ship phụ kiện đầy đủ nha. Cộng dây giật nó nè nghe mà, cộng dây giật zin ở bên Nhật vậy, vậy nha ha, tại cái kiểu nó như vậy đó, nó giống như có cái phao vậy đó ha đó. Anh nào muốn để zin gì thì để, còn không để zin thì nói bên em, bên em thâu lại cho nó gọn nha. Cái phiên bản chụp giật này nó có trợ lực nha em anh, nòng 34 ly, công suất 26cc, chụp giật trợ lực giật siêu nhẹ ha. Những con ốc máy nè, mà nhìn giùm em đi, trắng đẹp, ốc zin theo máy hết ha, nó đẹp từ ở dưới nó đẹp dài lên trên đó. Và đặc biệt là cái bô khói của cây máy này nó có đổ thêm một cái lớp nhựa ở ngoài ha đó, đổ thêm một lớp nhựa luôn, nhìn nó rất là sắc sảo. À, ốc trắng đẹp ha, mà miếng tem còn luôn nè đó, ít có sử dụng luôn nè, nhẹ nổ lắm. Em nhanh chỉ sử dụng tay trái ha, không có thế gì thêm mà giật chẳng nhẹ nổ, tắt giùm em anh nè, anh giùm em cái càng nè ha, chưa có dấu hiệu xét luôn, quá trời đẹp nè, chạy chế ra ngang chế zin của nó nha ha, phiên bản eco nha, nòng 34 ly nha em anh. Mấy anh để ý đi, máy đeo lưng là em lựa từ 32 ly, mà cây nào chạy chế hay kim cực kỳ ngon em mới lấy, còn bình thường là em lấy 34 ly hết đó. Về cho mấy anh phát cho nó đúng công suất của nó, chạy cho nó ổn định hơn nè. Kiwit 2620 ha, tum nhôm nha em anh, này có bán tĩnh điện luôn đó, bán tĩnh điện luôn. Rồi có chữ dập thông số made in Japan nè, mấy anh chụp hình thông số này lại ha, 2620 made in Japan. Rồi cái phiên bản này nó có cái phiên bản này có ga bóp zin nha em anh, ga bóp zin đó, cái này miếng nhựa này ở ngoài ha, nó giữ sợ mình làm nãy kia gãy cái ga bóp ha, rất là hay. Công tắc nè, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha. Rồi một tay cầm trắng cỏ zin đó, đầu bò zin hết luôn nè, nhìn cái đầu bò nó mà mê luôn nè nha, có chén chống quán cỏ, chén chống ngọn đỏ ha, hai loại chén luôn. Rồi em sẽ báo giá cây máy này Nhật quên xài còn thiếu cái thùng nha mấy anh, nghe yêu cầu nhiều quá em lấy ba lô về em like, chứ thật sự là nó cồng kềnh lắm. Mã này chốt giùm em nhanh mã B4 34 ly, giá 2 triệu ha, 2 triệu. GOB đó,
EKKB2660L ha. Nói chung là hàng này Nhật nghe em ơi, cực kỳ là đẹp. Áo máy màu vàng, phối áo vô phối màu đen ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha, trợ lực giật cực kỳ là nhẹ luôn. Cái bộ khó nó trắng đẹp nè, đó lóc máy người ta nè, sáng trưng luôn nha em ha. Đó, bây giờ hôm nay cái lô nào thích cái nào là chốt cái đó đi, chứ cây nào chạy cũng là ngon lành, cành đào hết chạy chế với tông ga luôn ha. Đó, 34 ly nha em anh, gần 27cc ha, về mà đọc cước vô tư đó. Em thấy cái bình xăng lớn là ngon lành nè, cái bình xăng này là đổ hơn nửa lít xăng luôn nha em anh. Zin của nó là rất là đẹp nè, cái càng qua đeo người ta nè, đó còn trắng tư luôn nha em anh. Trời ơi mấy anh mua hàng của em, mấy anh an tâm đi, hàng em lựa làm sao là nhận hàng, mấy anh chốt đơn là y như vậy ha. Nè phía sau là Ruby nữa nè, trời ơi tum mà tum nhôm nha em anh, này tum gời luôn ha, nước sơn màu đen cái khá đẹp, nhìn nó sắc sảo mạnh mẽ quá. Đây có thông số luôn ha, bắt in ra ban rồi luôn. Rồi cái cây này nó hay nè, à, nó có một cái tay cầm tay phải, nó có thêm một cái tay cầm tay trái, cái bát ga công tắc ở đây. Ví dụ như mấy anh phát cái bờ cỏ đó ha, cỏ dày cỏ cao không mấy anh cứ lên hết ga cho em nhanh. Rồi một cái thì mình cầm ở đây, một cái tay mình cầm ở đó ha, mình phát cỏ thôi à, hoặc là lên nửa ga à, thích sao thì cứ làm vậy nha. À, ốc cùm nó đẹp nè, để cụ chỏ hả, mai này xức miếng nhựa rồi để lên chắc đau lắm. Rồi rồi trắng cỏ ghim theo máy nè, đó đầu bò ghim nè, đầu bò có chén chống màu đỏ, chén chống quán cỏ luôn đó, đầy đủ ha mấy anh. Rồi bây giờ mình chốt qua mã máy này, mình chốt giùm em nhanh là mã ký hiệu nó là B5 ha, 34 ly, 2,1 triệu nha. Đó, bên em nhanh có test nổ từng cây thì mấy anh nghe công suất là phù hợp với gia đình thì mình chốt thôi, 2.100.000 đồng. Ryobi chạy động cơ của con cơm Mitsu ha, áo vàng nha em anh, vàng lấp la lấp lánh. Cái này là chạy bộ chế gin, bộ chạy bộ chế gin le đỏ tự động nè, lên ga coi à, là nó nhảy mở le luôn cho mình ha, từ lốc máy nè ha, rất là đẹp, vô khói nữa nè, mấy anh thấy đi, vô khói nó cực kỳ là sáng và đẹp nha em anh, sáng trưng luôn đó. Ừ. Cái phiên bản này chạy rất là nội lực ha, cực kỳ là khỏe nha. Bình xăng lớn zin này anh ha, những cái ốc máy đó nè, rất là đẹp. Rồi em soi mặt trước xong rồi tới em soi mặt sau cho mấy anh coi. Rồi cái phiên bản này cũng tum gời tum nhôm luôn ha, đó nè, rất là đẹp. Này nước sơn zin hết, như em nói á, là cái những cái phiên bản tum gời tum nhôm 260 như thế này thì ở nhà mấy anh có càng cứng thì mấy anh cứ việc lắp vô ha. Đó, xài càng mềm chán thì mình lắp qua mình xài càng cứng thôi, nó tháo ra tháo vô cũng dễ dàng lắm nha mấy anh. Và động cơ này chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn, cây đó cho em lên 1 phút 30 giây là khách chốt rồi. Công tắc nè, ga giữ nè ha, một tay cầm đó, lắp zin nè, UB luôn, trắng cỏ đầu bò zin ha. Đó cái phiên bản này zin, đây 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 đây, có chén chống ngọn đỏ, chén chống quán cỏ luôn. Rồi em nói mã này cho mấy anh chốt ha, mã này chốt giùm em nhanh là mã B6 34 ly, 2.100.000 đồng. Rồi cái đến là em nhanh like mã đầu lưng kế tiếp đi, kêu ghét. Cây này không chốt mình chốt cây nào mấy anh trai, phiên bản Qgit là chạy nó bền với nó đỉnh là có tiếng rồi, mà cộng điểm cho nó là chạy chế hai kim nữa nghe mấy anh, chế hai kim quanh bờ rồ mấy anh nghe tiếng máy nó khác những cái chế khác liền đó. Lốc máy nó đẹp nữa nè, mà cái phiên bản này chụp giật có trợ lực nữa ha,
cái bình xăng lớn đó nè, bình xăng zin nha em, bình xăng này cũng khá to ha, đổ hơn nửa lít xăng luôn đó, rất là đẹp đó. Rồi cái bát đeo của người ta nè ha, rồi xịn sò gì hả, sinh nhật luôn không, rất là đẹp ha. 2600 nha nè, mình dùm em nhanh đi, tim nhôm tim liền, đây có thông số luôn này mấy anh ơi. Đó mấy anh chụp cái này lại ha, made in Japan rồi luôn ha. Đó mình thấy chụp thông số lại chi tiết nè, mấy cái tem này nó còn luôn ha, quá trời đẹp. Rồi mã này chốt giùm em nhanh là mã B734 ly, 2.300.000 đồng ha. Rồi đây anh coi xuống dài giùm em, ga giữ nè, công tắc nè, tem đồ còn nữa anh thấy không đó, một tay cầm một con ốc nữa nè, trời nó đẹp luôn, lắp nè, ôi ôi sáng trưng, trắng cỏ ghim luôn, đầu bò ghim nữa nè ha. Đó chén chống mòn đó, chén chống món cỏ, thấy cái chén chống mòn nó ốc thấy là đủ xịn đủ quyết rồi đó. Rồi còn thiếu cái thùng hàng siêu tầm nha, mã này nãy em nhanh nó rồi ha, B7 34 ly, 2.300.000 đồng, chạy bền và tiết kiệm xăng, dễ mang luôn. Rồi cái Magu Yanma 30 nè, rồi giật đi, Yanma MBS 30 05 305, tức là máy này thì công suất nó là 30cc, nồng nó 36 ly nha em. Mấy cái máy này đeo lưng mà cái phiên bản mình nó có trợ lực rất là tối ưu ha, đỡ như máy nó có tắt hết xăng rồi đó, mình đổ xăng rồi mình đeo lên vai mình phát mình giật máy là nó cũng nhẹ nhàng nữa đó, giật rất là nhẹ luôn. Cái giật giật nó cái kiểu này nè, cái gì giật nó nè, tem nè, chạy chế này chế với tông ga ha, bình xăng lớn zin liền lạc hết, lốc máy nó đẹp nè, sáng trưng nha mấy anh trai. Ủa khói nữa nè đó, và cái càng đeo lưng nó nè, rất đẹp ha. Máy này nó cũng chạy tung gời tung nhôm ha, cái tung nó lúc nào cũng có chữ là made in Japan nha mấy anh, đó made in Japan, ốc nó thì còn vàng khá đẹp, phía sau nó có chữ Maru Yanma nè. Đó thì máy này cũng như máy kia đi, tung gời này thì ở nhà xài cần mềm chán thì mình lắp qua cần cứng mình xài bình thường ha. Đó, rất là đẹp nha các bạn, sáng trưng ha. Quá đẹp xuất sắc. Rồi ga giữ, công tắc trên di đông ha, một tay cầm nè. Đó trắng cỏ đầu bò ghim hết, xịn sò luôn nha các bạn. Đó, ghim hết cho mình lắp nè, liền lạc nha. Mã này thì chốt giùm em là mã B8 36 ly, 2.500.000 đồng ha. Rồi hàng đẹp cũng thiếu có cái thùng luôn. Kế đến là Magu Yanma MBS 3230 ha, nồng 38 ly, công suất là trên 32cc nha mấy anh. Máy này bên em gọi là máy NB chiến đấu đó, chạy siêu khỏe nha, đập cước vô tư ha, phát cỏ cao cỏ dày thì cứ phát, chạy chế zin của nó đúng sức của nó cực kỳ khỏe, chế này chế với tông ga nha, nó zin từ bình xăng lớn rồi liền lạc hết, rất là đẹp. Máy này á, tại sao em lại quảng bá như vậy, tại vì nó sở hữu là tum lớn bố lớn ha, ốc máy kìa 7 màu cực kỳ đẹp, len can xà beng luôn.
cái càng này á, là chừng nữa em sẽ làm luôn cái càng đẹp hơn nha em, nó không có xấu như thế này. Còn cái này nước sơn zin nó bị chóc chóc vậy ha, rồi anh nào thích thì để gì, không thích thì nói bên em sẽ làm lại cho nó sáng, em sơn màu đen luôn. Kéo cái máy qua coi. Con tóc nè, da dữ nè. Đó. Trắng cỏ đầu bò zin hết ha. Đường lạc nha. Rồi mã này thì chốt giùm em mã là B9 nha em ha. 38 ly, giá là 2 triệu 400 ngàn đồng ha. B9. Rồi em còn cây cuối cùng nè. Hôm nay đeo like 10 cây đeo lưng thôi. Đó. Siêu phẩm 3 số 10 ha. Chạy quá khỏe nha. Máy này nồng nó tới 38 ly đó nghe em ha. Công suất 30cc ha. Mà cái phiên bản này là phiên bản chụp giật to, là phiên bản có trợ lực nha em anh. Trợ lực chụp giật, trợ lực chả đó. Đó, từ cái lốc máy đến bô khói này em thấy trắng đẹp chưa. Chạy chế thì chế với tông ga luôn nha ha. Bình xăng lớn zin, lốc có dập Made in Japan nữa nè em ha. Nè dập dập chữ Made in Japan thấy nó dập nổi lên luôn. Đó, rồi thêm ở ngoài có thông số Made in Japan rồi luôn ha. Cái càng đeo lưng người ta ốc nó còn đẹp nè, trắng luôn. Đó, sáng ha, bình xăng lớn đồ zin liền lạc hết. Đây 36cc nghe em ạ. Tum nhôm tum gời ha. Ga giữ nha. Ga giữ nè. Tắt nè. Mở nè, ha, tắt là mở là on nha. Đó, một tay cầm nha. Lắp zin, trắng cỏ đầu bò zin liền lạc hết cho mình luôn. Đó, bên em là máy là liền lạc hết. Rồi, mã này là mã B10 cuối cùng giùm em nhanh, nồng 38 ly ha. Máy chiến đấu nha. À, giá là 2 triệu 500 ngàn đồng thôi. 2 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, mấy anh ủng hộ kênh cửa hàng Thành Hợp thì liên hệ qua số điện thoại 0913 136620. Rồi em chào và hẹn gặp lại ha, tạm biệt nha.